Thế mày đi tìm các cụ có việc gì đây ạ? À? Ghê. Sao nhà mày đục đục thế con? Hả? À? Thế mày không bảo được các con, các cháu nhà mày? Ok. Thế bây giờ mày không bảo được hay sao? Thế sao hôm nay mẹ không đuổi con mày đi? Còn cháu thì một đứa thì cháu không có nhỏ quá thì cháu chung thì đi bộ đội thì à, bây giờ cháu đang về, đang ở trên bộ đội. Bây giờ ta hỏi mày biết nhá. Thế bây giờ anh em ta định bỏ, thế mày không bảo được mà phải gì? Nếu đã không bảo được mà phải cầm bỏ. Con nhớ chưa? Anh em thì nhất giả đến phần nào phần đấy, nhớ chưa cháu? Thì giờ con cái thì thôi lớn lên rồi, thôi thì mày ví dụ mày nói được thì mày nói, mày không nói được là phải gặp một mày ngay, không rồi tan cửa lát nhà của gia đình chết, nhớ chưa con? Thế còn bây giờ bố mẹ già rồi, bố mẹ nào cũng chết, chẳng ai sống mãi mà bên các con được đâu, cái họ Lê nghe chưa? Bây giờ đây mày chỉ cần đấy, mày bây giờ có cần phù hộ cho cháu ấy chung đấy, mai mốt công việc của cháu thật buồn chứ đó không? Vâng, xin phụ ạ. Mày có muốn cháu ở quân đội không? Con xin phụ ạ. Thế thôi giờ đây thì tao cũng sẽ đậu cho mày, để cho mày được bằng người ta. Thế còn đây thế cái bây giờ đây mày muốn tao phù hộ cái gì nhất? Thì anh em đoàn kết thì bây giờ đây cháu về cháu phải nói với nhà cháu là bây giờ đây thì để nhà cháu đứng ra nhà cháu nói, nếu mà không nói được là phải tìm ngay, chứ không dạy được là không đoàn kết thì con cái anh em của thế chúng tao đi suối vàng đau khổ lắm, chứ không phải là không ấy buồn đâu. Thế mà bây giờ thằng Trung mà nó lớn rồi chứ không phải nó lên 5, lên 3 nó về nó nhìn thấy các chú đối xử với bố mẹ không tốt. Bố mẹ nó không tốt thì nó lại cái hôn náo một cái ai nái cái gì đó. Bảo là gia đình lại càng nát thêm. Thế nên tao thấy đau khổ lắm. Thế sao mày không bảo bố nó đi tìm tao? Ôi trời ơi, con anh ý không đi đây hôm nay, con đi của hôn hộ ông đâu rồi. Cháu nó điện về là hôm nay nó về. Mày điện cho chồng mày đi. Thế thằng bé con ở nhà đi học hành thế nào? Được các cô ăn gì mà nghe em chả vỡ. Máy nhà mình đâu? Kia cô đang điện họ. Ôi trời ơi, cho nó về chắc chơi thứ bảy chủ nhật. Còn cháu vừa lấy đi đón đang về lúc về nơi chưa? Lúc mà tao qua tay lên trên này là chưa thấy cháu nó về. Vâng, lúc bây giờ cháu biết về nhà chưa? Nó đi ô tô tẩu nó nhanh. Vâng. Nhưng mà bảo cháu là trong đơn vị này cháu phải ngoan, chịu khó chịu thương vất vả một tí, nhưng mà còn sướng hơn là về con ạ. À. Thế bây giờ mày định là để cho cháu ở ngành quân đội hẳn như thế nào đây? Để cháu ở quân đội cho nó có công ăn việc làm. Nhưng mà thằng Trung ý định của nó thế nào? Cháu thì bây giờ bắt Trung nó về chưa? Thôi bổ Trung đang nghe để cụ nói chuyện nhá. Ô thế điện cho nó thế nào nhỉ? Nhưng đây xem nào, bà nói luôn với chồng mày cũng được, còn tìm thằng chúng nó khổ thân tâu. Ê mày điện chưa, máy của ai đấy? Điện cho Tâm chưa? Tâm chưa, lên gửi điện thằng Trung nó con. Để điện cho thằng Trung, Trung nó có nhà đâu? Vâng, nó mua đồ rồi. Tâm ơi, Trung ơi, có thấy đâu? Bảo nó là thôi cứ yên tâm rồi cụ phụ hộ cháu à. Ai đây?
chắc là cô Hải cô điện cho bố nó xem nào. Con Tâm. Ôi giời. Đã được. Bảo nghe máy này để kịp khi đó bố nó đâu bây giờ. Bảo nó là ở bảo độ chứ đừng về. Về bây giờ là đi về rồi ba ngọt ba hào cũng không ăn thua gì đâu. Sau này ở đây còn có đồng nương. Bây giờ đây về là chết đói. Alo, Trung hả? Tao thấy chó rồi. Cái Nhung đâu? Thằng Tâm đợt này làm ăn thế nào? Chắc thằng Tâm nó chả nghe đâu. Đang lại đang ăn cơm. Tầm này ấy, lúc ta chắc đợi con về thì đi mua thức ăn về ăn cơm. Em chắc nó từ trên Hà Nội nó về. Thế thôi con phải nhịn nhá. Không nói được là con chỉ đổ hết cho chồng. Con để chồng con nói. Chứ mày không có tiếng nói trong gia đình tao là không nói được đâu. Nói rồi anh em nó ghét. Mà dỗ Tết thấy về nhìn đi anh em chúng mày không hòa hợp tao buồn lắm. Con nhớ chưa? Không nghe thôi chắc cháu nó đang trên đường đi. Đấy thì là đấy về thì là mồ mã nhà mình thì thôi thì cũng may là hắn là trên bãi thì nói chung là cũng không sao cả. Nó không động chạm gì. Có cái này là anh em chúng mày trên trần nè. Ghen ghét nhau, đố kỵ, có nhớ chưa, thành ra là ích kỷ. Thì là không ấy, nhòm ngó lẫn nhau, chứ không phải tại mồ mả các cô. Đây là sự ích kỷ của nhau, dỗ Tết là tính toán từng xu. Đâm ra bắt đầu là bắt đầu thì tính toán ra thì anh em bắt đầu bị xa lánh. Mày về nên mày thấy cạnh nhà tao thế mày thấy thế nào? Con thấy anh em không đoàn kết là chi nghi chắc chắn ạ. Thì giờ chúng nó tính toán thì làm thế nào? Đấy, chúng ta thì bảo cứ được báo động mồ mồ mã thì chúng ta còn bảo đây là không phải, bên đây là do cái tính của mình là ích kỷ. Con nhớ chưa? Sống ích kỷ và sống lê, ghen ghét, đố kỵ. Thế nên là đây mới khổ chứ không phải là tại ở mồ mã. Đúng nhiều khi cũng tại ở mồ mã nhưng cái này không phải mà anh em nhà mày là toàn là ghen ghét đố kỵ nhau. Hơn một tí là cũng chết. Kém thì lại khinh. Thế nên là tao biết chứ kể cả vợ chồng mày đợt dỗ Tết thì cãi nhau, anh em nó cãi nhau nó đuổi, tao biết hết. Nhưng mà đây về bảo Tâm là thôi đừng nói gì. Nếu không nói được là nói, mà nói được là phải mạnh lên luôn. Chứ mà đây cứ gặp dập từng rừng là nó lại càng bắt lại. Con nhớ chưa? Chứ nhà mày cứ bảo đi xem là nguyên nhân tại màu mãi sao mà anh em lại như thế. Nhưng mà không phải, đây là do cái tố ích kỷ, đố kỵ. Thế thôi, còn mấy con đi học thì tao độ cho học giỏi. Ngoan. Thế được chưa? Thế xong mày này cứ nắm mồm là mãi trở thấy các cụ lên. Vâng, con xin cụ là xem nào. Thế mình được rồi thì nè. Kệ cái Hải ở đây nó về kệ nó. Mình được trước. Ôi, cụ gặp người nhà con cụ bạn ấy sẽ gặp con để đó con với bạn bè cùng nhá. Con đi được thêm cụ ơi. Kệ nhà mày, cụ tao cũng biết cụ ơi. Cụ thử xem nào con. Thì cái nhà của bố con đấy thì là ý là con cháu chung thì ý là muốn là tân trang lại cho ông thì nó sang trang thì 30 năm nay 30 năm nay thì nó lất hết rồi. Thế nhưng là bà nó có bác đi các chú thì không nghe. Không được, nó là cháu bây giờ. Con biết thằng Trung con nó có tiền ơi nhá, cụ ơi. Mà nó có bỏ tiền. Cụ ơi, Trung con giúp cụ một tà cụ con. Trung ơi, vàng nước. Thế bảo gọi hộ nhà cháu, Trung thì thấy bà con gọi, gọi đây cụ gọi điện cho cụ ơi, đây cháu mày gọi máy cho máy nhà mày à? Máy máy nhà tao. Máy máy của cháu. Thằng Trung nó về chưa? Tâm ơi. Bảo thằng Trung là bây giờ đây nhà bác khoác với các bác đây chưa đồng ý với các chú chưa đồng ý xây nâng cấp mộ ông. Bây giờ nhà mình chưa bảo được thì đừng nâng cấp vội. Không là lúc mà các con cố tình con nâng cấp cho bố con đấy. Tâm ạ, thế rồi là anh em này cãi nhau tiếp rồi là khổ ra. Bảo cháu Trung thế, khuyên cháu là đừng có mộ vội vàng. Chứ cháu nó là cháu, bây giờ còn chú còn các bác. Nhớ chưa? Là không được làm đâu. Về bảo cái thế. Bảo bây giờ đây con có Tâm thì các cụ biết rồi. Mà đây bố mẹ thì cũng không có. Thì mày bảo thì bố mẹ cũng đồng ý thôi. Nhưng mà còn các bác còn các chú. Chứ bây giờ con lớn con có thương các cụ. Con thương ông đậu con. Nhưng mà còn liên quan nhiều người lắm.
nếu mà các chú mấy các bác ấy mà đồng ý, bác khoác nó đồng ý ấy, thì nó mới làm ngay. Chứ còn một mình thằng Tâm với thằng Trung quyết định thì là anh em tan cửa lát nhà thì khổ lắm. Rồi lúc mặc với vợ thằng Trung, rồi ấy sinh con đẻ cái lối dõi tông đường vô tình mà làm sao thì nó càng thích cho, nhớ chưa? Thế nên là bảo cháu Trung là cứ phải là thôi bàn với bố với bàn với các chú các bác không đồng ý thì thôi, mình ra bộ mình là ê thắp hương là các chú đã biết rồi. Thế thôi Trung nhá, Trung nhá. Ừ, đấy ta bảo không rồi lúc xảy ra cái gì thì không gọi, còn ở đơn vị các thứ rồi là nó liên quan thì sau này phải làm ăn không phát đạt thì nó khó. Nếu các ông các bà ấy bây giờ bậc trên tính toán từng xu, người ta sợ xây nâng cấp cho một ông mày, người ta sợ là tốn tiền nên là người ta không muốn làm, mà bây giờ nhà mày bỏ tiền ra đúng là vừa tiền mất, xong là nhà người ta mà làm sao thì cứ nhà mày thì mày chịu, hiểu chưa? Mà nhà mày cũng chưa phải là giàu có gì cho cam. Bây giờ nâng cấp cứ cho là mất 20 triệu thì cũng không đáng là bao nhiêu. Thế nhưng mà bây giờ nhà các em mày với các anh mày mà làm sao có nói một vợ chồng không sung nổi, nhớ chưa? Đấy thôi, tao chỉ bảo thế thôi để mà biết. Ở trên Hà Nội gì, ở đơn vị gì, tôi thấy cũng ngoan, chịu khó chịu thương, mà cũng không chơi bời lêu láo gì, chị không phải lo. Chị cứ lo chị chích chuốt. Đây còn thôi tôi đi về đây. Đây là các cụ ở lại nhá. Con là quân đất cát thì quân có làm sao không? Đã bảo đất đai mồ mả nhà mình không có làm sao, mà chỉ có anh em ghen ghét đố kỵ nhau thôi. Con nhớ chưa? Chứ nếu về mồ mả thì ta đã bảo rồi, ta đã nói ngay từ đầu rồi. Là đây là đây nhà mình là các bác các anh các em này nó ghen ghét, nó đố kỵ chứ mồ mả đất đai nhà mình đẹp lắm. Mỗi cái nhà mày hơi nghèo thôi. Nhà mày vợ chồng mày con cái tiết kiệm mà xây cho ông nâng cấp cho. Cái mồ mả độ 20 triệu, nhưng 20 triệu thì một người thì bỏ ra, mày bỏ ra cũng được, nhưng mà 10 người bỏ ra thì con kết đôi chân nó nhỏ. Mà vừa đoàn kết một mình mày bỏ sẽ toan cửa lát nhà, nhớ chưa? Rồi ấy, cãi nhau quăng cái nẹt vì là bố nó, nhớ chưa? Con nhà này thì là cháu có mấy các cụ. Thế cháu hỏi là cụ tên là gì ạ? Sao tôi biết cả lò là giống nhà mày mà sao mày không biết rằng con là người Trần nên không biết là cụ nào tên là gì cho con biết để con tham gia con hỏi xóm nó biết đây.